Kính thưa quý vị, Thiên Chúa Giáo chính thống diễn lại tang lễ của Chúa Giêsu đi từ Jerusalem. Những tín đồ Thiên Chúa Giáo chính thống đã cho diễn lại tang lễ của Chúa Giêsu tại nhà thờ Holy Spirit ở Jerusalem trong ngày thứ sáu tuần thánh. Họ tin rằng nhà thờ là địa điểm nơi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, mai táng và sống lại. Trong buổi lễ, thì các thành viên của giáo sĩ đã đi 3 vòng trong khu vườn của nhà thờ. Ngày lễ phục sinh chính thống giáo bắt đầu vào ngày thứ sáu tuần thánh với một đám rước ngang qua Via Dolorosa, một lộ trình đánh dấu cho những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu đến nhà thờ. Ngày lễ phục sinh lên đến cao điểm vào ngày Chủ nhật phục sinh khi người Thiên Chúa Giáo tin rằng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết 3 ngày sau khi bị đóng đinh vào thập tự giá. Phần nhiều người Thiên Chúa Giáo chính thống dùng đến lịch Julian.